Những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới luôn biết cách tạo ra những tình huống siêu mãn nhãn và đọng lại rất lâu trong trí nhớ người hâm mộ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những pha bóng thể hiện IQ vô cực đẳng cấp của Cristiano Ronaldo cũng như các siêu sao sân cỏ nổi bật nhất hiện nay nha. Lên đường thôi! Đối với Cristiano Ronaldo thì cái này mới là độc đáo này. Cơ mà không sao, thực ra anh Bảy chỉ kiến tạo thôi, phần còn lại để Morata lo nha. Đấy, sao bảo là Ronaldo chỉ biết ghi bàn, cá nhân ích kỷ các kiểu cơ mà. Chuyền quả đẹp như tranh cho Renato Sanchez lập công đây này, đồng đội đến thế là cùng. Ấy, bình tĩnh chú em, ý là anh sẽ truyền cho Karim Benzema ghi bàn ấy. Đừng có mà soạt vội vã như vậy, sợ lắm. Quả chọc khe này mà còn chưa tiến chỉ nữa, thì không biết là anh Bảy cần phải làm gì để mà chứng minh khả năng kiến tạo đẳng cấp đây. Đây phải chăng là lý do Harry Maguire có giá lên đến 80 củ, đỡ ngực xong căng ngang các kiểu như này cơ mà, đâu có diễn hài như ở đội áo đỏ nào đó đâu. Maguire quá đáng lắm luôn nha, sao ở Man United không thấy ông anh dứt điểm căng đét như thế này, bịp rồi. À đây rồi, mặc áo đỏ xong suốt cũng xịn sò lắm đấy chứ đùa. Cơ mà xin lỗi, mấy pha này chỉ là tình cờ thi thoảng thôi. Còn anh đây vẫn thích làm nghệ sĩ mang tiếng cười hơn cơ, xứng danh Harry Maguire. Thật sự bị tiền đình với cái pha ngoáy cháo siêu dẻo này của Karim Benzema, sao mà đỡ được. Phối hợp 1-2 nhanh chóng mặt, rồi sau đó tung cú dứt điểm một chạm và ghi bàn luôn. Vội lắm rồi các con vợ ơi, nhà còn bao việc, Benzema phải kết liễu nhanh vậy đó. Đoán xem trong tình thế bị kẹp ba rồi lại còn ngay sát vạch vôi thế này thì Karim Benzema sẽ làm gì nào? Tạt bóng ư? Cơ bản quá. Vậy thì làm một pha đảo chân không tưởng. Vừa vượt qua tất cả chướng ngại theo kèm, lại vẫn giữ được bóng ở trong sân và tạo ra kết thúc đẹp là một bàn thắng thì sao? Như vậy mới xứng tầm đẳng cấp mèo lười chứ. Túi kết liễu nhanh như này có khi khán giả còn chưa kịp hiểu là chuyện gì vừa mới xảy ra luôn á Benzema. Bình tĩnh thôi, cho đối thủ còn theo với chứ. Quả giật gót này xứng đáng mấy điểm anh em. Chú em Vinicius đúng số hưởng luôn. Benzema làm cho hết rồi, chỉ việc đệm nhẹ quả bóng là có bàn liền. Muốn thấy Robert Lewandowski phô diễn kỹ thuật không bà con? Vậy thì hãy xem cú Rabona nuột nà này đi. Mướt mường mượt luôn ấy chứ, xứng đáng là pha kiến tạo đẹp nhất mùa giải tại Bundesliga ha. Quả giật gót đầy cảm giác này thì sao các bác? Thomas Müller đúng chất số hưởng. Toàn được Lewandowski kiến tạo cho những fan nức lòng người hâm mộ. Thôi kiến tạo thế đủ rồi, giờ vào lại công chuyện chính là ghi bàn thôi. Dù sao đây vẫn là món tủ của Lewandowski mà, sao tránh được man. Quả gãy bóng của Lewand đã đậm đà rồi, đến đồng đội của anh cũng dàn xếp thật chuẩn chỉ để ghi bàn nữa. Ba Lan kỳ này cũng đúng hết nước chấm, phá bẫy việt vị gắt như thế kia cơ mà, các bạn bị lừa hết. Lewandowski tiếp tục thể hiện sự toàn diện trong khâu ghi bàn của mình với cú sút phạt hàng rào mẫu mực. Đã xoáy thế rồi thì thủ môn bên kia bay người cho có thôi, chứ lưới thì vẫn rung đều ha. Xe đạp chổng ngược như này mới đã đời chứ,
không ai cản bước được Lewandowski Gaming. Bỏ tay ra bạn ơi, để yên cho Lewandowski tôi kiến tạo cho Müller làm bàn tiếp nào, chắc chắn là phải giòn rồi. Quả chọc khe của Mane thật là cảm giác quá đi. Thế này mà đồng đội không ghi bàn cho nữa, chắc hai ông dỗi không chơi với nhau luôn quá. Một đường kiến tạo loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương, Sadio Mane phiên bản lên tuyển vẫn cứ bá đạo thôi. Hiểu ý nhau đến độ người này chạm bóng cái là người kia băng xuống đúng đà rồi dễ dàng ghi bàn. Bộ đôi Mane Salah đúng là thật bá đạo quá đi à. Bị lừa rồi nha bồ tèo, người ta đảo đảo chút thôi, anh bạn vẫn còn non lắm, à hi hi đồ ngốc. Gì chứ riêng về khoảng tốc độ, Sadio Mane không bao giờ thiếu. Người chơi không có gì ngoài việc là chạy như chiếc xe đua công thức 1 mà. Đừng ngạc nhiên với mấy pha mở tốc này, cơ bản thôi ha. Không chỉ ghi bàn tăng tăng, Harry Kane còn cho thấy khả năng kiến tạo của anh cũng bá cháy lắm chứ chẳng đùa. Chọc từ giữa sân luôn mà. Phần còn lại tự lo rồi cùng nhau ăn mừng nha, Steven Bergwijn. Đỡ ngực một cái như thế đúng rồi. Bây giờ quan sát xem cửa nào đang băng lên nào. Dele Alli hả? Cũng được đấy. Thế thì tung một đường truyền thật cảm giác rồi để cho ông thần ấy tự lo thôi. Harry Kane kiến tạo ảo thật đấy. Bảo hai cái ông Harry Kane, Son Heung-min, đam mỹ cũng chẳng sai. Ai đời quay mặt đi rồi mà vẫn liên lạc được để mà truyền bóng chuẩn đến từng cm với nhau. Tôi là tôi thấy một màu tím đang bao trùm quanh đây rồi ha. Vừa rồi là những tình huống kiến tạo và ghi bàn IQ vô cực của các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại.